Tao 25 kill rồi. Ủa bao nhiêu kill mới win vậy? Ừ, ai cao win ai cao điểm hơn nè. Cậu ơi, nên cầm shotgun mới À, ông thấy tôi ăn kêu hai game chiến không? ghê. Ê, bay được, bay được. Ông kiểu như là nếu mà giảm bắn tên xuống tên lửa ấy, ông kiểu là bắn xuống dưới, kiểu như nhảy ra bắn xuống dưới được. Sợ ông dân hay. Ủa sao tao chết luôn rồi? Tự Đúng rồi. bóp giấy. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Dũng Bùi Vinh. Và trong video hôm nay, tôi sẽ cùng Bon đi vào cái tựa game Arsenal một lần nữa để nhập code lấy một món đồ trong cái tựa game này không mọi người. Thì trước khi nhập code, tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi của nhiều bạn nói với tôi ha. Thì bạn đó kêu là tài khoản của anh tên gì, cái nick Roblox á của anh tên gì, nick phụ hoặc nick chính luôn ha. Thì mọi người chỉ cần nhập Dũng Bùi Gaming ra rồi. Mọi người nhập không cần viết hoa, viết dính lại là được ha, viết thường hết. Và chữ Dũng Bùi Gaming mọi người bỏ chữ G đi, mọi người enter một cái là ra luôn ha, ra hai cái nick của tôi luôn đó, một cái nick chính và một cái nick phụ ha. Rồi và mọi người gửi kết bạn thôi. Và hiện tại thì tôi đã đầy bạn bè rồi ha mọi người, thì mọi người đợi tầm 1-2 tháng nữa tôi lọc bạn bè ra rồi tôi chấp nhận kết bạn của mọi người tiếp ha. Và bây giờ tôi sẽ nhập cái code mới của cái tựa game Arsenal này ha. Thì cái code này nó cho chúng ta cái gì mọi người? Cái code này nó cho chúng ta một cái Hummer ha, đó chính là một cái búa. Cái búa này là cái búa admin ha bon. Admin Roblox ha. Giờ nhập thôi. Thì cái code này có tên là Hammer Time ha mọi người, là cái búa thời gian đó. Giờ thì chúng ta nhập vô thôi. Hammer Time. Rồi và mọi người chỉ cần nhập như thế này thôi, redeem một cái là chúng ta đã nhận được cây búa trong cái tựa game Arsenal rồi ha. Giờ thì mọi người vào phần locker và đi kiếm cái cây búa thôi. Melee nè. Và đây là cây búa đúng không? Đù. Ban Hammer. Chà ghê ta. Rồi, và sau khi nhập code xong thì chúng ta làm gì mọi người? Đi vào game này và chiến với bọn ha. Bắn 1-2 trận rồi chúng ta nghỉ cũng được không mọi người. Tôi là làm xong một cái code hoặc là một cái vật phẩm gì đó trong cái tựa game nào đó ha, là tôi cũng phải trải nghiệm hoặc là đi tìm hiểu rồi chơi vui vẻ ở trong đó cho nó vui mọi người, chứ tự nhiên vô lấy xong rồi đi ra thì nó kỳ quá đúng không? Giờ thì chúng ta bắt đầu trận đấu, vô và bắn súng với Bon ha. Rồi giờ thì Bon team nào? End game rồi ông ơi. Thì chọn team đi. Dạ. Team xanh. Ok, tao team đỏ. Rồi ok, vô. Đây cái búa này. Wow. Ơ cái búa này không đổi màu đúng không? Ừ. À. Ông kiểu như là không đổi màu. Màu vẫn màu xanh biệt. Không đổi màu. Ồ, thấy rồi. Qua thì như là ui hết đạn. Đậu xanh. Nhị hết đạn gì? Mày nè. Ủa cái này đổi súng theo thời gian hay gì vậy? Ừ. Súng giờ ra là nên. Đúng như là chết gì ấy, chết như, như ông chết ấy, nó sẽ đổi cho bộ súng ngẫu nhiên. À, giờ cứ chết cái là đổi súng đúng không? Ừ, rồi hiểu hiểu hiểu. Ông nếu không, ông muốn đổi súng, ông chỉ nhấn E đổi súng. M16A1. Ui chết rồi. Bọn đúng không? Bọn đúng không? Nhìn biết ngay skin của bọn mà. Được, đúng rồi. Đậu xanh. Tí tôi cầm búa tôi gõ đầu mày. Ăn một quả sốt kinh ngon không? Ngon không? Ngon không? Cả... ngon không với tao. Đấy nè, đấy bì. Ê, đậu xanh. Uầy, sức gần lắm hết. Bọn mấy kêu rồi. Ui. Ông, lúc ấy tôi, ông zone nằm xe vào. Ủa sao nhầm xe giờ? Ông nằm xe zone tôi đâu. Tao chung server mày mà, nhầm xe giờ gì? Lúc nãy, lúc ấy nhầm. Tôi vừa ăn được ít kill. Nè. Ờ
Tao 25 kill rồi. Ủa bao nhiêu kill mới win vậy? Ai cao win hơn, ai cao điểm hơn nè. Cậu thì nên cầm shotgun mới ghê. Ê, ông thấy tôi ăn được kill hay nhân thực chiến không? Ê, bay được, bay được. Ê, bay được. Ông kiểu như là nếu mà giảm bắn súng tên lửa ấy, ông kiểu bắn xuống dưới, kiểu như là nhảy ra bắn xuống dưới được. Sao không rất may. Ủa sao tôi chết luôn rồi? Tự bóp giái. Ông có một điều là nếu ông chưa làm gì vậy? Ông cũng như là có đúng một điều thôi, đừng tôi nhé, đừng nên thế. Ui, chưa kịp làm gì luôn. Bọn này ha, láo ha. Đâu rồi, đâu rồi? Hammer Cam. Ôi trời, má. Máu rồi, đặc biệt anh chỉ đâu vào 60 kill của mình. Ui em game rồi. Chưa gì kia rồi. Tàu hàng 2. Tim đỏ kìa. Vô hành tim bạn à. Ok, ăn một kill. Ui, súng đâu, muốn súng màu gì? Ui ôi ôi, em bảo man Canada. Ui thằng kia mẹ tôi bắn vừa thôi, thằng kia sao, chết liền. Chết luôn. Ui em cả ma, bảo man quá. Đâu rồi, đâu rồi. Ui súng nhắm ghê chứ. Đậu xanh. Nhìn thằng súng nhắm rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Súng nhắm nó liên tục. Ông chỉ nhắm để bắn. À, tưởng súng kia chứ. Trời má. Tưởng súng nhắm kia ơi. Nhắm kiểu như là bắn một lần xong rồi làm đạn đúng không? Rồi, tưởng nhắm hết sọt á. Dạ. Ui. Bởi vì làm tao nhắm hoài. Đi đường này. Nói. Ông kiểu như là ông được súng shotgun ấy, kiểu như hai viên ấy, ông kiểu như nhảy lên bắn. Như nhẹ, quay ấy. Ừ. Kiểu như ông cứ nhắm mặt xuống dưới anh. Chi vậy? Ô, bay được kìa. Khó chịu ta. Bay, bay, bay. 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 Ui, nhiều quá. Đậu xanh. Ui. Mạnh bom nữa, mạnh bom Việt Nam mà bắn hay quá vậy. Chứ mày chơi đó nhiều, mày chắc bạn chết đó chơi nhiều rồi đó. Good Am Việt Nam VN. Ai hay. Đúng rồi. Hammer Time. Ui. Ui. Khó quá. Lâu quá chưa chơi rồi. Mới chơi lại hôm qua. Ui. Mày nhiêu bao kêu rồi, mới 98 kêu rồi á. Mày thua tao nữa. Ông tao sợ tôi kiểu như là. Ôi thằng kia nhảy ảo vậy. Nó kêu. Xạo. Mới lên xong chết nước. Xạo nè. Ôi sao tao gặm hộp quà vậy. Đồ nó ném quà nữa hả, ảo vậy. Mai. Xạo, xạo. Hay lắm rồi, ơi trên lầu kìa. Ở bên này nữa ơi. Ui. Nhiều quá. Ba kem. Cái súng này yếu này. Mẹ bây giờ tụi này đang chơi hội đồng rồi. Ui nhiều quá. Khó lắm này. Ừ. Chỉ tôi tìm cách cận con ngựa ra chiên. Ui không được, không được. Một thằng nữa. Hey hey hey. Đi ăn được cận chế một thằng. Hey. Một thằng. Một ui. Thằng mày cầm trận chiến hả? À? Ui sao nó bắn ảo vậy? Một trận chiến đó, một bắn đó. Cũng kỳ vậy. Ủa à, tôi hơi không bắn luôn. Cả. Kỳ lắm đây. Bắn sao sao á, ảo ảo cái gì á. Rồi. Ui. Mẹ bắn ảo kinh khủng luôn. Không được mày. Rồi thua.
xui quá nhỉ. Ui, ở Malazada đấy. Thôi, trận cuối cùng. Trận cuối cùng ha. Gỡ là trận cuối là phải win nè. Rồi, mày tìm đỏ đi. Ôi trời quá, em Xạo. Thôi không ăn kêu thôi chứ không được. Rồi mấy bắn giống mày đó mà kia nó giết trước à. Ai nồ đang có ăn. Hai thằng. Khó nha. Hai thằng kia nó sớt kìa ông. Ui. Nè, tao cầm súng mới được. Bàn đừng bắn tôi. Bòn với tôi. Ui. Không thấy ai vậy. Ui không được. Xào nè. Mẹ 38 nè. Này ơi. Tôi cảm giác cầm ông cầm hammer thì như là tiếng bon đấy. Bắn chúng cái là bằng bon á. Ừ. Không, hay vậy. Nên giống kiểu như cận chiến đúng một thằng như tôi cảm giác như ông bon đầu gõ đầu thằng. Nè. Như là bon gì á. Nghe vui, nghe vui. Vui và vui tai á. Ừ. Mình nói xong một con Gia Chu. Không thấy nào nè. Gia Chu là đâu rồi? Cận chiến luôn, không nhiều. Ui, bắn hay vậy. Ui, nó bắn tao thành thế trứng luôn rồi. Nè. Tôi hình như bị con thằng kia bắn cho một cái con ăn một con. Khó ê, mày bắn tao. Trời. Ủa chưa gì nó 32 kill rồi. Sao nó bắn hay quá vậy, có khi nào hát không mày, nhìn cái skin kìa. Không, nếu có đạn thì chắc chắn luôn. Kỳ lắm rồi. Và chắc video của tôi đến đây là hết ra mọi người ơi. À mà thấy hay thì hãy like cho tôi một like, một subscribe. Ngoài ra hãy comment ở dưới video cho tôi biết là mọi người đã lấy được cái Hummer Time này chưa ha. Tôi là Vũ Mười Vinh, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào. Just happened.